Vâng, và cuối cùng là bộ số 6 và bộ số 7. Thì cái này nó là một mẫu nữa, là mẫu thứ tư, cũng rất là đẹp. Mẫu này thì là mẫu cổ rồi, của các cụ để lại. Và từ những cái mẫu như thế này thì chúng tôi phát triển ra nhiều những cái mẫu khác. Mẫu này thì nó thuộc vào mẫu cổ, và cái dáng của nó cũng rất là độc đáo, rất là đặc biệt, rất là đẹp, rất là cân cắn và mềm mại. Thì kích thước phủ bì vẫn là 47, cao 1m33, kích thước rất là lớn. Và giá thì bộ như này thì nó vẫn rơi vào giá 35 triệu. Cái bộ chọn vân đẹp thì nó sẽ đắt hơn, và bộ vân bình thường thì nó sẽ là 35 triệu. Thì như thế này thì chúng tôi cũng chỉ cho nó thuộc vào hàng vân bình thường thôi, đều đều nhau, đẹp đẹp thôi, nó không có gì đặc sắc, đúng không ạ? Những bộ có một cái bộ vào đấy là vân nó 4 tấm, nó nhiều, nó đậm hơn. Đấy. Sau đây chúng tôi lại đi quay chậm từng cây một để cho quý vị cùng chiêm ngưỡng, đúng không ạ? Đầu tiên là cây tùng. Cái cảnh của nó rất là mềm mại và rất là cổ, dáng cổ. Mọi quý vị có thấy đôi hiêu này rất là đẹp, đúng không ạ? Rất là khôn, mặt mũi rất sáng sủa. Ở đây là gia đình nhà gà, đúng không ạ? Rất là đầy đủ. Đấy, chú chim đang nhìn chú bướm này, đúng không ạ? Bướm rất là đẹp, chim ra chim và bướm ra bướm, đúng không ạ? Cây ra cây mà hoa ra hoa. Ở đây là hai chú sóc, đúng không ạ? Rất là vui nhộn ở những chú chim líu lo. Và đấy thì là bộ ở trên, còn là bộ ở dưới thì cũng giống hệt như vậy thôi, cũng giống nhau. Và gỗ là dày 6 phân và đục sâu là 5 phân quý vị nhé. 6 phân đục sâu 5 phân. Bộ này thì đục sâu, bộ này đục sâu hơn 4 quý vị ạ, 4 rưỡi. Đây, à đây cũng gần 5, cũng gần 5, bởi vì mình đo nó chưa đúng cái chỗ cao thôi. Đây, chỗ cao nhất là cũng 4 phân 7, và chỗ thì mình đo nó còn đây, chỗ này đây đúng 4 phân 7, đây 4 phân 8, đây 4 phân 8. Đây, gỗ là chúng tôi xẻ 6 phân mà, và đục rất là sâu, quý vị có thể thấy cái độ kênh bong của nó đây, đúng không ạ? Còn khung ở ngoài thì là 6 phân rồi, khung ở ngoài thì vừa mới làm xong thì chính xác là 6 phân rồi. Còn cái ván là 6 phân thì xẻ từ lần trước, đúng không ạ? Đấy, và hai bộ này là hai bộ đẹp nhất luôn, đúng không ạ? 47, 1m33, dày 6 phân, gỗ hương đá. Có giá bán là 35 triệu. Đục siêu nét, siêu đẹp, siêu đẳng cấp, đúng không ạ? Còn cái loại 13, 14 triệu, 15 triệu thì không tính tiền quý vị nhá. Đấy, chúng tôi có cả những cái loại có mười mấy triệu đấy thôi, 14, 15 triệu, 16, 17. Loại đấy thì không thể so sánh được với cái loại này, đúng không ạ? Bởi vì trên thị trường thì nó rất là nhiều loại mặt hàng khác nhau, và tiền nào thì nó của đấy thôi quý vị nhá. Chứ chúng tôi không bao giờ bán đắt, đúng không ạ? Đắt nó phải sắt ra miếng, đúng không ạ? Tiền nào nó phải là vải đấy, cái đường nét nó phải chuẩn. Không thể là chúng tôi làm cái loại ba lăng nhăng nhí nhố mà chúng tôi bán nó giá cao thì nó đắt cắt cổ như vậy, thì không thể, không ai mua, đúng không ạ? Tiền nào nó phải của đấy rồi, đúng không ạ? Quý vị nên xem kỹ và rõ những cái đường nét của chúng tôi. Bởi vì sao chúng tôi ra cái bộ tranh nó VIP như thế, đúng không ạ? Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và nhớ đăng ký kênh của chúng tôi, và số điện thoại 0975940966. Một lần nữa xin kính chào tạm biệt.